Và kính thưa quý vị, hôm nay là ngày cuối cùng để đưa tiễn linh cữu và hương hồn của anh Thanh Tú rồi đây. Những cuối cùng thì kính thưa quý vị, chúng ta đừng để hà, đừng buồn khi Vương Ngọc được sự ví coi như là quyền quyền của gia đình của mấy đứa cháu, để Vương Ngọc cầm video nói chuyện cùng quý vị và giới thiệu quý vị. Xin quý vị có trước có sau hay gì đó thì hôm nay chúng ta xí xóa, đừng buồn phiền nhau, để chúng ta hãy Vương Ngọc giới thiệu thì quý vị bước lên để ca, để đối thiện anh Thanh Vũ thế thôi. Xin quý vị điềm tình thông cảm. Và để đi từ chương trình văn nghệ đây thì Vương Ngọc cùng với Quế Phương sẽ đến với chương trình văn nghệ đây với một đốt trích đoạn trong vở tuồng Người Tình Trên Chiến Trận. Anh thương xa,
biết sự. Người ta đã đi rồi, mà người ấy là ai và tại sao em khóc? Một người xa lạ, chắc không là em đã đi. Nhưng mà người ta đã đi rồi anh ơi. Một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu. Anh yêu xa, anh làm sao vậy? Em yêu người ta là em thích tôi yêu hoài không anh? Không, yêu nhau bao giờ nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều là thank you.